Nhật thực cuối cùng của năm nay sẽ không được nhìn thấy từ Ấn Độ. Nhật thực cuối cùng của năm 2021 sẽ xảy ra vào ngày 4 tháng 12. Những người ở Nam bán cầu sẽ có thể trải nghiệm nguyệt thực toàn phần hoặc một phần của mặt trời. Nhật thực xảy ra khi mặt trăng chiếm vị trí giữa mặt trời và trái đất trên một đường thẳng. Điều này cho phép mặt trăng phủ bóng xuống trái đất bằng cách chặn hoàn toàn hoặc một phần ánh sáng của mặt trời. Những người sống ở trung tâm bóng của mặt trăng nhìn thấy nguyệt thực toàn phần. Khi bầu trời chuyển sang màu tối, nơi duy nhất trên trái đất có thể nhìn thấy nhật thực toàn phần vào ngày 4 tháng 12 là Nam Cực. Nhật thực cuối cùng của năm nay sẽ không được nhìn thấy từ Ấn Độ. Mọi người chỉ ở một số nơi mới có thể xem nhật thực một phần như Saint Helena, Namibia, Lesotho, Nam Phi, Nam Georgia và quần đảo Sandwich, quần đảo Crozet, quần đảo Falkland, Chile, New Zealand và Úc. Vì khu vực được che phủ bởi nhật thực sẽ lớn nên nó sẽ xảy ra trước, trong và sau khi mặt trời mọc hoặc lặn ở các vùng riêng biệt. Điều này có nghĩa là người xem sẽ cần nhìn rõ đường chân trời khi bình minh hoặc hoàng hôn để xem nguyệt thực. Nhật thực cuối cùng vào năm 2021. Cách xem trực tiếp: NASA đã thực hiện một số sắp xếp để truyền hình trực tiếp sự kiện thiên thể từ sông băng Union, Nam Cực. Nó sẽ được phát trực tuyến trên YouTube và NASA Live. Cơ quan vũ trụ cho biết luồng sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa ít. Nhật thực sẽ bắt đầu nửa giờ sau đó và giai đoạn toàn phần sẽ bắt đầu lúc 1 giờ 14 chiều ít. Cơ quan vũ trụ cảnh báo không nên nhìn thẳng vào mặt trời trong thời gian diễn ra nguyệt thực. Thay vào đó, hãy đeo kính xem nhật thực hoặc kính đặc biệt trong sự kiện này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!